Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, chiều nay mùng 1 tháng 12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ, nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống. Tại đây, Thủ tướng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã gọi điện thoại cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế để có biện pháp mạnh hơn. Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng lưu ý, thời gian tới sẽ có nhiều cuộc họp, hội nghị, đại hội, sự kiện lớn của đất nước, tập trung nhiều người như tổng kết năm của các bộ, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, đặc biệt là đại hội đảng toàn quốc. Do vậy, chúng ta cần có biện pháp để không ảnh hưởng đến sự kiện chính trị lớn nhất của nước ta và các đại hội quy mô quốc gia khác. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh, bệnh nhân 1347 và bệnh nhân 1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng bệnh nhân 1342 là tiếp viên Vietnam Airlines đã vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống COVID-19 tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.